Beta em ơi, con mẹ mày Beta. Không sợ. Ok rồi anh em ơi, Duy dùng bàn phím á, Duy dùng bàn phím gì nữa? Phím này phím gì nhỉ? À em SI. Tôi nói thật nhá, cái bàn phím này của tôi mà cầm đập vào đầu nào á, không chấn thương sọ lão không lấy tiền luôn. Đi bàn phím nặng vãi đái luôn đấy, tôi thề. Bàn phím này của tôi mà cân lên phải hơn 5 cân, cân lên phải hơn 5 cân. Một phát. Bàn phím tôi khi tập tập gym được luôn đấy. Dĩ lời phép thử mua đi, thử mua cái bàn phím này về đi. Cái bàn phím này em SI 3 triệu. Có ai bảo đi còn giống bệnh ai nữa. Chưa ai. Mày con này đi anh. Ôi trời ơi, hìa cái gì cũng biết lông đó. Anh em nào ở đây rồi không? Anh em ở đây làm thợ tóc không? Mang đồ nghề đến nhà tôi cắt tôi cả. Try me bit. Nó lát nào. Enemy spot. Ấp đuổi gì ơi? Thịt con mẹ. Con vặt à, vãi lồn thế. Một ít kìa. Điều này anh em không phải là thịt mẹ, đầu bộ quần rẻ thế nhở. Đâu bắt được em. Anh để cái bảng ngọc đéo gì nhở. À, anh để cảm hứng thì mẹ bảo sao anh flash anh nhớ được chạy nhanh thì mời lo ăn rồi này kẹo đi anh ơi. Ở dưới bé bé Quang đùa không không biết rồi em ơi. Quang có rủ đi chơi thôi. Quang nó lệch giờ lắm, nghĩa là kiểu Quang nó stream ấy thì nó stream theo cái kiểu là nó rảnh thì nó stream chứ nó không có cố định giờ mà đi theo cái khóa biểu nó mệt lắm. Đây là có chơi hay không thì không biết được nhá anh em nhá. Tối nay có thể là anh em lên anh em thấy Quang, còn không thì thôi đó. Nói chung là ai cũng có một công một việc mà, ai cũng công có việc riêng mà, có phải ai cũng ngồi nhà chơi điện tử không đâu đúng không? Thời gian gì buồn dưới đây đấy anh ơi. Ồ đẹp rồi, đẹp rồi. Ui kìa. Ra vườn tốt rồi, ra vườn tốt rồi. Anh top này bỏ... À, anh boss này, bỏ cái top đi. Thằng danh con này. Vào thôi, vào việc thôi. Thì phải tiệt team mình fit luôn đấy. Chơi game 2.8 à? Vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Cho nghỉ mẹ một đi. Thì không ta. Fit lấy thì gánh được gì nữa. Sẽ lồng đen bố mẹ thấy mình ngủ. Địt mẹ mày đôi vai nhỏ không thể nào địt mẹ không gánh anh em lại qua mùa xuân. Ra rồi mới đi gánh mấy thằng trẻ. Anh ơi, thấy anh cố lên được không? Mình fit không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội địt mẹ ngu như bò. Địt mẹ khó dần. Khó quá khó. Mày thế nào? Mày không thoát được tao con trai. Đúng không mày? Thôi. Mẹ, anh đã biết con lồng. Omae wa mou shinde iru.
mẹ em nó khỏe thế. Mày đéo biết ịt mẹ mày cover cái bot à? Đéo. Mày nó ngu thế nhở? Bởi nó ngu mà anh. Bên nó bây giờ còn mỗi bên nó thì bây giờ chỉ cần gank bot nữa là win rồi. Mày dừng đéo biết cover đi. Ê, ta bàn có mày đấy. Đồng vãi rồi. Có Yasu kìa, có Yasu kìa. Nani? Thôi đi anh. Má nó cũng thổ điên ghê thế nhở. Ê, Darius anh cũng không thấy tầm gì của nó. Anh đi đầu máu đi anh ơi. Trời ơi, địt mẹ mày. Lạy chúa trên cao. Không phải rank khó anh em không? Mà là đồng đội nó khó. Đi mẹ mới là đồng đội này cầm tạm vũ đập chết hết bây giờ. Tiến đồng giao quá. Tiến hết con người mấy ngày hôm nay rồi. Đông lắm, đông ấp, đông ấp, đông ấp. Đường anh chơi vô trường phạt. Ok ok ok, hồi máu rồi, hồi máu đó chúng anh ơi. Con tim ơi trả lời đi. Lùi anh, chạy đi em, chạy đi. Chạy anh, chạy. Đừng im, đừng có lé. À, đa điếc không có lát, đa điếc không có. Ui. Ui, địt con mẹ nó còn hết rồi đấy, chịu rồi, hết rồi đấy, chịu anh ơi. Hết rồi đấy, chịu rồi. Mày mày đánh này chết nè. Ui. Ui. Đông á, ngoài đông á chung anh. Nó chỉ là một cái tên. Còn đây, cắm mắt. Đi ra đi mới cắm cứ chặt. Rồi, bỏ đi. Thêm phí cho xôm nhỉ. Ok, Hoàn Minh Vũ nha, cảm ơn nha. Beta em ơi! Con mẹ mày Beta! Chạy! Không sợ! Chạy đây! Non đi! Hả? À. Mày non đi! Anh gì? À. Luôn đấy! Cái nào thế kìa? Thương! Chơi! Đi con mẹ! Và chúng ăn tiền rồi. Chờ tôi. Anh giữ vị trí nha, Ơn em được không con. Kalita 07. Ồ, chị á. Ai sao đấy em ạ? Đừng có lờ lên nhanh đi nhá. Đâu hết rồi, team đâu hết rồi. Từ giờ thiếu người, à cái tao vãi lộn tele này. Vãi lộn bối tele này, ui sợ thế. Sao anh Duy không đánh? Có gì? Lờ lên nào. Đây. Lùi đi. Giờ chúng mày cứ đánh cái đéo gì ý. Lồn lên nó đứng cạnh em, em kéo lên mà. Bắn em đẹp, không đáp lưu anh chị. Ồ, chị đáp được bế. Trời ơi. Combo của
Nó vừa lắc đạp là chết mà anh. Em vứt lùm đến cho anh mà. Thôi, bỏ đi góc là khó đánh quá. Để vào. Kéo lên nhá. Anh không phải chỉ thách đấu chơi game anh Duy. Bot làm hết. Bruh. Ui trời. À, khỏe thế nhở. Ôi trần giới in khỏe thế nhở. Ui 3-4 đồ rồi anh. Ui thì phải là bắn cái chết luôn nhở. Chắc không có mắt tím, mày bán cái này mua mắt tím với cái thằng cặc này. Đánh đâu luôn anh ơi. AD rồi anh. Cố nhìn nhé, đâu nết cho chung anh đánh xem. Bên kia nó rồi. Không có đâu nết. Con mẹ à, mình còn trốn này chịu ơi. Chơi game mới còn trốn đi chịu ơi. Chịt mẹ nó ngu. Vãi lồn. Thôi giờ nó phơi lát cháu anh Duy ơi. Rồi gọi nó cơ. Thì mẹ nó ngu, một đéo đeo biết chơi Carita luôn đấy. Khó chịu vãi. Chính xác rồi nhá, để hôn máu nhá. Ra xung tường. Vừa lại lồng lên. Anh đồ rồi. Gạt đi. Này ta ban. Đâu biết cả thứ nói gì đâu biết lại cắm xong vẫn chưa win cơ à. Cô bay, giờ in chết rồi. Ok, đại sư. Cảm ơn Hoan Minh Vũ nhá, Ra rồi, gánh hàng. Tao đánh nốt năm này tao nghỉ game rồi mà chúng mày vẫn để tao gánh là mệt quá. 6-5 giờ dòng dã rồi. Năm nay năm cuối rồi. Anh ơi, nhờ lính hồi. À, lính kia bóc bót nó rồi. Mẹ 26 mạng rồi, chuyện con mẹ tim luôn. Ok, game nhớ like, share, like giúp mình nhá.